Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đang ngày càng tiến gần hơn đất liền nước ta, nên các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng từ hôm nay. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới và mưa lớn gây ra. Cụ thể, ngày và đêm nay áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau là Tây Tây Bắc về phía đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và nhiều khả năng sẽ tác động trực tiếp đến đây trong ngày mai. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt của bà con ngư dân. Còn trên đất liền, từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 350mm cả đợt. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100 đến 150mm cả đợt, có nơi trên 200mm cả đợt. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trưa chiều nay trên các khu vực đều không cao, phổ biến dưới mức là 33 độ đối với các tỉnh Trung và Nam Bộ. Riêng Tây Nguyên thì nhiệt độ thấp hơn, chỉ dao động ở ngưỡng là 27 tới 30 độ, thời tiết mát mẻ. Với các tỉnh thành miền Bắc, trời cũng chuyển nhiều mây, mưa sẽ gia tăng từ chiều tối ở các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ vì thế giảm nhẹ so với những ngày qua, cao nhất trưa chiều nay trong khoảng là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn ở các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 9 xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.